Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Nguyễn Quốc Thề, đang đứng tại trường trung cấp Y Dược Vạn Hạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trường chúng tôi tọa lạc tại số 2A2, quốc lộ 1A, phường Thạnh Xuân, quận 12. Và trường chúng tôi nằm cạnh ngã tư ga, chỉ cách quốc lộ 1 chừng 100m. Trường là một tòa nhà 5 tầng, rộng rãi, khang trang, hiện đại. Mặc dù rất gần quốc lộ, nhưng đây là một không gian học tập rất tuyệt vời dành cho tất cả các bạn. Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh hiện đang đào tạo 8 ngành. Chúng tôi là một trường chuyên đào tạo về các ngành y dược, đó là y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm và y sĩ y học cổ truyền. Ngoài ra chúng tôi còn có 3 ngành nữa, đó là ngành kế toán doanh nghiệp, ngành tin học ứng dụng và ngành chế biến thực phẩm. Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh trực thuộc hệ thống giáo dục hùng hậu, rất hùng mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm có trường Đại học Văn Hiến, trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn, trường Trung cấp Vạn Tường và trường Trung cấp Vạn Hạnh. Chúng ta đang gồng mình chống lại dịch Covid. Và để chiến thắng dịch bệnh này, chúng ta thấy rằng đội ngũ y bác sĩ, đội ngũ những người làm trong các trung tâm khám chữa bệnh, các bệnh viện là những chiến sĩ áo trắng. Ngoài lực lượng y bác sĩ ra, thì một lực lượng đông đảo hùng hậu, đó là những y sĩ, những điều dưỡng, những kỹ thuật xét nghiệm. Họ đã ngày đêm cùng với tất cả mọi người, họ là chiến sĩ nơi tiền phương để chiến thắng dịch bệnh. Chúng ta thấy rằng ngành nghề sức khỏe luôn là một trong những ngành nghề được xã hội tôn vinh. Và chúng ta có cơ hội việc làm rất lớn, cơ hội để đóng góp cho xã hội là cực kỳ lớn lao. Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh của chúng tôi, xin nhắc lại, đã gần 10 năm qua đã góp phần đào tạo, cung cấp một lực lượng lao động đáng kể, cung cấp bổ sung vào lực lượng lao động của ngành sức khỏe cho các trung tâm, các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực phía Nam nói chung. Chúng tôi hiện tại chỉ đào tạo 5 ngành, đó là ngành y sĩ, ngành dược sĩ, ngành điều dưỡng, ngành kỹ thuật xét nghiệm và ngành y sĩ y học cổ truyền. Và trường chúng tôi đang có một chính sách rất tuyệt vời. Chúng tôi kết hợp với chính sách của nhà nước, đó là theo luật giáo dục nghề nghiệp ban hành năm 2014, mà sau đó là nghị định số 86 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào, thì tất cả con em chúng ta học xong lớp 9 không vào lớp 10 học tiếp, mà vào các trường trung cấp chuyên nghiệp như trường Trung cấp Chuyên nghiệp Y Dược Vạn Hạnh của chúng tôi thì sẽ được nhà nước hỗ trợ học phí. Có nghĩa là các bạn đi học gần như miễn phí, chỉ tốn tiền ăn ở mà thôi. Và trường chúng tôi đào tạo với thời gian là 2 năm rưỡi. Trong 2 năm rưỡi đó, các bạn cũng được kết hợp học văn hóa. Và ở đây chúng ta không học văn hóa hết tất cả các môn, mà chỉ học 5 môn hoặc học 7 môn. Nếu học 5 môn thì sau 2 năm rưỡi sẽ được nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình phổ thông trung học. Còn nếu học 7 môn thì sẽ kết hợp với các trung tâm giáo dục thường xuyên để các bạn cũng tham gia kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Và với tấm bằng sau 2 năm rưỡi là bằng trung cấp chuyên nghiệp ở các ngành nghề như y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm, y sĩ y học cổ truyền, thì trường của chúng tôi cam kết với quý phụ huynh là sẽ giải quyết việc làm đúng chuyên ngành cho các em. Rồi hiện nay nhà nước cũng quy định là người học được quyền liên thông từ trung cấp lên đại học. Và với những ngành khác thì thời gian liên thông chỉ khoảng 2 năm, 2 năm rưỡi, 3 năm. Nhưng với các ngành y dược thì thời gian học liên thông
phải là 4 năm, 5 năm hay thậm chí là lâu hơn. Nhưng với những bạn có ý chí, khi tốt nghiệp xong ra đi làm, liên thông đại học thì sau 4, 5 năm vẫn có thể trở thành bác sĩ đa khoa được. Và các bạn thân mến, nghề y dược ngày nay là một trong những nghề mà cái nguồn cầu của xã hội đang là rất lớn, và chúng ta sẽ ngày càng được tôn trọng, được trọng dụng hơn. Đây cũng là một nghề mà chúng ta có thể nuôi sống bản thân, giúp đỡ cho xã hội, cống hiến cho xã hội. Có rất nhiều trường đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trong cả nước nói chung. Trường chúng tôi luôn luôn là một trường đi đầu trong lĩnh vực đào tạo này. Chúng tôi chú trọng đến thực hành, thực tập, bởi lẽ học trung cấp chuyên nghiệp thì các bạn ra trường phải là những người chuyên nghiệp thật sự. Chúng tôi quan tâm đến kiến thức đầu ra của các bạn, quan tâm đến kỹ năng đầu ra của các bạn, và đặc biệt là quan tâm đến thái độ đầu ra của các bạn. Hiện tại thì trường chúng tôi sẽ đưa vào sử dụng hệ thống ký túc xá ở ngay trong khuôn viên của nhà trường trong cuối tháng 9 này, tức là thời điểm mà các bạn nhập học đông đảo nhất. Vậy là những bạn ở xa, ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở các tỉnh, vẫn có thể đến trường ở lại học. Hệ thống ký túc xá của chúng tôi là hệ thống hoàn bị, chất lượng cao. Các bạn sẽ được trường chúng tôi nuôi dạy chu đáo nhất, và các bạn sẽ yên tâm trong một môi trường học tập tuyệt vời nhất. Dĩ nhiên chúng tôi có một đội ngũ y bác sĩ, những người tham gia giảng dạy rất hùng hậu, và đặc biệt chúng tôi có mối liên kết rất chặt chẽ với các trung tâm, các bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu chỗ thực tập, và sau này cũng chính là những nơi để các bạn làm việc. Các bạn thân mến, mùa dịch bệnh Covid này nó gây ra ảnh hưởng rất lớn về kinh tế cho cả xã hội. Nếu như con em chúng ta, nhất là những bạn học lớp 9 xong, không còn ham học kiểu bình thường nữa, đặc biệt là những bạn không đổ được vào trường cấp 3 công lập, thì thay vì gượng ép cho con em của chúng ta đi học lớp 10, lớp 11, lớp 12, rồi lại học 4 năm đại học mà trước đó thì phải vượt qua kỳ thi tú tài rất căng thẳng, thì hãy cho con em chúng ta một lựa chọn, đó là đi vào con đường trung cấp chuyên nghiệp. Và trường trung cấp chuyên nghiệp Y Dược Vạn Hạnh, hân hạnh là nơi mang đến cho các em những cơ hội nghề nghiệp ở lĩnh vực sức khỏe, ở lĩnh vực y học. Các bạn thân mến, bởi vì là trường trung cấp chuyên nghiệp cho nên chúng tôi đầu tư rất lớn vào hệ thống các phòng thực hành cho học viên. Chúng ta đang đứng trong một trong những phòng thực hành như thế của trường chúng tôi. Chúng tôi có đầy đủ tất cả các trang thiết bị. Các bạn sẽ được các thầy cô dạy tại các phòng thực hành này, sẽ được thực hành tất cả các kỹ năng cần thiết của các ngành nghề như y sĩ, dược, điều dưỡng, y sĩ y học cổ truyền, để đảm bảo rằng trước khi đến các cơ sở y tế thực sự như trung tâm, bệnh viện thì các bạn cũng đã nắm vững hầu như tất cả các kỹ năng, nghiệp vụ. Và khi các bạn được các y bác sĩ trong các bệnh viện huấn luyện cho thực hành tại chỗ thì chúng ta sẽ nhanh chóng nắm bắt được tay nghề. Chúng tôi có phòng thực hành điều dưỡng, chúng tôi có phòng thực hành y sĩ y học cổ truyền, phòng thực hành dược, phòng thí nghiệm với tất cả các trang thiết bị cần thiết hiện đại cho nhu cầu học tập. Chúng tôi rất tự hào là một trong những cơ sở đào tạo y dược mà được trang bị đầy đủ như thế. Và thưa các bạn, chúng tôi còn một ngành nữa, đó là ngành y sĩ y học cổ truyền. Chúng tôi có một phòng thực hành riêng. Và đặc biệt, trong tháng 9 này, chúng tôi sẽ đưa vào sử dụng một vườn thuốc nam chất lượng ở tại cơ sở đào tạo này. Vườn thuốc nam này sẽ là nơi quy tụ hàng trăm loại thuốc nam quý hiếm được sưu tầm từ ngoài Bắc đến phía Nam. Và đặc biệt, chúng tôi có cả những loại dược liệu cực kỳ quý hiếm như cây sâm ngọc linh chẳng hạn. Thế thì các bạn hãy yên tâm đến học tại trường trung cấp y dược Vạn Hạnh
để vững tay nghề. Ông bà mình nói, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.